Chào các bạn đến Tinnhanh 24/7. Chi tiết Malaguti Medicine 150 2022. Một chiếc xe mang cho mình phong cách thiết kế siêu ngầu, mức giá thì không thể so đo. Cái thương hiệu Malaguti đã có tuổi đời hơn 100 năm, nhưng hãng xe này chỉ mới ra mắt thị trường Thái Lan mà thôi. Thông qua một cái mẫu xe tay ga thể thao cao cấp với dung tích là 150cc. Hãy cùng xem qua clip hôm nay để chúng ta đánh giá một cách khách quan nhất về phiên bản Malaguti Medicine 150 2022. Thiết kế đẹp trai, phong độ. Tất nhiên ngoại hình là điều đầu tiên chúng ta thấy đã quyết định mua con xe. Như chia sẻ ở những clip trước, đây là một cái chiếc xe tay ga hạng 150cc, có một thiết kế đẹp, hài hòa, mang đầy đủ cái khí chất phong cách là phương Tây. Cái phần nổi bật nhất chính là cái cụm đèn trước và phía sau, cho một thiết kế thể thao đi cùng với cái đèn chạy ban ngày sắc nét. Đèn hậu được thiết kế giống như trên những cái chiếc Shimoto. Cái phần thiết kế đồng hồ dạng LCD rất đẹp với cái tỷ lệ hiển thị rất tốt. Nhìn nó đơn giản, phong cách và có thêm chức năng là cảnh báo. Ngoài ra, nó gây hứng thú trên người xem với một màu sắc của con xe là trông rất hài hòa. Việc lựa chọn màu xanh lá trở nên là hợp hơn với cái mảng màu đen và xám tương phản. Cùng với đó là một cái cặp mâm màu nâu đậm từ sức xưởng làm cho nó trông đẹp và thể thao hơn. Động cơ độc đáo đến từ hiệu của nước Ý lâu đời. Nói đôi chút động cơ, em ấy được thiết kế bởi các kỹ sư đến từ nước Ý. Đó chính là động cơ xanh đơn 4 van làm mát bằng nước, kiềm lực bằng hệ thống dây Coro, mang lại cái cảm giác ga đầu và cả giữa tốt, trong khi tốc độ tối đa lên tới 129 km/h. Điều này phụ thuộc vào những yếu tố và điều kiện môi trường khác nhau, chẳng hạn như hướng gió, trọng lượng người lái và cái độ chấp của đường vân. Nhãn sức tuyên bố rằng Malaguti Medicine 150 2022 có đạt mức tiêu thụ nhiên liệu là 40 km trên một lít xăng. Vì vậy, với dung tích bình xăng đầy 10 lít, em ấy chạy được quãng đường là 400 km, được xem là khá nhiều so với các thủ cùng hạng. Chính vì vậy, cái con xe này phù hợp với những người thích đi du lịch đường dài và đáp ứng được cái nhu cầu của các thời kỳ là xăng đang lên giá. Dễ dàng cầm lái, thoải mái khi ngồi trên xe. Malaguti Medicine 150 2022 có phần yên ngồi được thiết kế ở các vị trí khác nhau khá tốt, mặc dù do kích thước yên là không quá lớn, giúp người ngồi lái không gian rộng chân quá nhiều. Về cái phần cái đông là không quá rộng, giúp việc lái xe nó dễ dàng hơn, linh hoạt hơn khi di chuyển trong thành phố. Hệ thống treo phù hợp với cái tổng thể thiết kế thể thao của chiếc xe. Nói về cái phần cảm xúc trước thì vẫn tận dụng cái phục ống lồng phổ thông, tuy nhiên nó không được gì Baker là mong đợi, nhưng nó rất phù hợp với mức giá bán của hãng đưa ra. Về cái phần cháo sau thì cái lò sao kép có thể được điều chỉnh 5 cấp độ khi cần thiết. Nói về hệ thống phanh trúc, hệ thống phanh gắn con xe hôm nay là phanh đi đơn cho cả trước lẫn sau, đi kèm với công nghệ phanh là CBS, hệ thống là phân phối lực phanh. Hệ thống này giúp rất nhiều khi chúng ta phanh khẩn cấp, dẫn đến cái quãng đường phanh nó ngắn và an toàn hơn. Hoàn hảo hơn với công nghệ đi kèm, nhãn sức đã đưa đến tay người tiêu dùng với hai cái chìa khóa thông minh, một cái chiếc chìa khóa tận dụng như là chìa khóa dự phòng trong trường hợp bị mất, trong khi các nhãn sức khác chỉ tặng một chìa khóa thông minh mà thôi. Và một cái phần là cái sự thuận tiện đó là việc trang bị cái ổ cắm điện Dynamics USB, nó được gắn ngay phía bên trái của cái cấp trước. Về mức giá thế nào? Bất kỳ ai đang tìm kiếm một cái chiếc tay ga nhanh nhẹn, dễ dàng sử dụng, đường nét thì thanh mảnh, màu sắc nhiều, thiết kế nịnh mắt, tin rằng Malaguti Medicine 150 2022 là một lựa chọn không thể chúng ta bỏ qua được, vì em ấy nổi bật với động cơ 150cc, thiết kế là hoàn toàn mới lạ và một thương hiệu đến từ nước Ý. Chắc chắn nó không giống như bất cứ thủ nào khác trong cùng phân khúc hiện nay. Malaguti Medicine 150 2022 với mức giá bán tại bên Thái Lan là 79.800 bạc Thái, tương đương gần 52 triệu đồng, với 4 màu tiêu chuẩn đen, đỏ, trắng và xanh lục. Thương hiệu này tuyên bố rằng chế độ bảo hành 3 năm hoặc là 30.000 km với dịch vụ hậu mãi đầy đủ từ Dynamics Motor Thái Lan. Công ty hiện có hơn 50 chi nhánh trên khắp đất nước Thái Lan. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hãy đăng ký tiếp, nhớ like, share, subscribe.